Khi mà anh bắt đầu làm từ solo sang thành lập công ty thì mở một team, khi mà mình làm từ solo thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào mình, tin tưởng bản thân mình. Kỹ năng của anh nghĩ là không tệ, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mở rộng team ra mình sẽ phải trao quyền, phải tin tưởng người khác. Nhưng mà khi mà người khác người ta không có kỹ năng, không có năng lực ấy, mình càng không theo sát thì càng lỗ nặng. Mặc dù anh cũng theo sát rồi, mình có kinh nghiệm để cho người ta phát triển ấy. Đấy là cái kinh nghiệm mà anh nghĩ là thất bại lớn của anh, và nó sẽ mất thời gian và mình phải chấp nhận mất thời gian như vậy. Nhưng ngược lại, khi mà mình đãi các tìm được vàng rồi, tìm được những cái nhân sự cốt lõi rồi, thì cái return on investment nó rất là cao. Tại vì anh quan điểm như này: đầu tư tài chính, đầu tư đất, đầu tư crypto, đầu tư whatever, nhưng mà cái return on investment lớn nhất vẫn là đầu tư vào con người. Thất bại thì nhiều, nhưng mà return on investment từ con người, tìm ra người đồng hành với mình ấy, thì cực kỳ lớn.